Sáng nay, nhà chức trách tỉnh Bắc Ninh cho biết Ngô Bá Khá, 26 tuổi, tức Khá Bảnh, cùng 3 người đang bị tạm giữ để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục truy bắt một số người liên quan hoạt động lô đề của Khá. Trong đêm 1/4, cảnh sát phối hợp cùng chính quyền địa phương đã khám nhà Khá ở thị xã Từ Sơn, thu một số giấy tờ liên quan hoạt động vay mượn tín dụng đen và lô đề. Khá khai có sử dụng ma túy và qua xét nghiệm phát hiện anh ta có phản ứng dương tính với chất cấm này. Khá được biết tới với biệt danh Khá Bảnh, đăng nhiều video có lời lẽ túc tíu, giang hồ trên YouTube với gần 2 triệu người đăng ký theo dõi. Ngày 26 tháng 3, do đốt xe máy rồi quay lại video đăng lên mạng xã hội, Khá bị phòng cảnh sát hình sự tỉnh Bắc Ninh lập biên bản song chưa xử lý. Trước đó, ngày 21 tháng 3, Khá bị Cục Cảnh sát Giao thông phạt vi phạm hành chính 5,5 triệu đồng về hành vi dàn hàng ngang cùng một số người để chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, bị tước bằng lái trong 2 tháng.